Nghệ sĩ Cải Lương, Chí Linh và Văn Hà bây giờ ra sao? Ít xuất hiện trước công chúng trong nhiều năm gần đây, nên không ít khán giả đang nghĩ rằng vợ chồng Chí Linh và Văn Hà đã dạy nghệ, hoặc là đã sang Mỹ định cư. Nhưng mới đây, nghệ sĩ Văn Hà đã trải lòng chia sẻ về cuộc sống vợ chồng trong thời gian qua. Hiện tại, vợ chồng Chí Linh và Văn Hà vẫn gắn bó với sân khấu Cải Lương và hiện đang sinh sống tại Việt Nam. Chỉ có hai cô con gái là được cho sang Mỹ du học để có tương lai hơn tuy ít xuất hiện trên truyền hình. Vợ chồng Chí Linh và Văn Hà vẫn đi diễn đều đặn ở các sân khấu trong nước. Hiện tại, vợ chồng Văn Hà đã đầu quân về sân khấu Lê Hoàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Dù là sân khấu nhỏ, nhưng nơi đây, đây cho họ cơ hội tiếp tục gắn bó với cải lương, cũng như duy trì lửa nghề cho mình và truyền nghề cho các nghệ sĩ trẻ. Tại sân khấu thì nghệ sĩ Chí Linh phụ trách công tác đạo diễn kiêm diễn viên, còn Văn Hà đảm nhận vai trò diễn viên và công tác đối ngoại. Dù phải tự lực cánh sinh, tự thu, tự chi khi thực hiện các hoạt động biểu diễn tại sân khấu, nhưng vì muốn duy trì bộ môn nghệ thuật kể lương truyền thống của dân tộc, nên vợ chồng Chí Linh và Văn Hà đã cùng ban giám đốc sân khấu cùng nhau chèo chống để thực hiện đam mê. Trung bình mỗi tháng đều ra mắt một vở diễn để phục vụ khán giả. Trừ khi nào diễn viên kẹt quá thì mới kéo dài đến 2 tháng. Trước khi về sân khấu Lê Hoàng, cặp vợ chồng nghệ sĩ Chí Linh và Văn Hà thường nhận show đi hát ở bên ngoài hầu như hiện nay các nghệ sĩ cải lương đều phải bươn chải thêm những công việc ở bên ngoài chạy sâu thêm để có thu nhập và trụ lại với sân khấu ở thời kỳ đỉnh cao của cải lương cái thời mà sân khấu đêm nào cũng sáng đèn cho đến thời hoàng kim của băng video cải lương rồi hát chầu văn nhưng hiện tại một vở cải lương chỉ diễn được một sức mỗi tháng để bán được một chiếc vé là chuyện không hề đơn giản trong thời buổi hiện tại nhiều lúc chị cũng cảm thấy mình thật phi thường không biết ăn cái gì, sống thế nào, mà tối ngày cứ vô sân khấu tập tuôn, mặc dù không có thu nhập. Hiện tại, nghệ sĩ Vân Hà còn bị căn bệnh thoát vị đĩa điểm, đau gối, nên mỗi lần đi diễn tỉnh, chỉ phải cắn răng chịu đau nên cũng hạn chế. Do không chạy sâu nhiều nên tổng thu nhập của hai vợ chồng một tháng chỉ bằng khoản lương hai nhân viên văn phòng bình thường. Tuy nhiên cũng có một vài tháng ngoại lệ. Nghề nghệ sĩ có khi kiếm được tiền rất nhiều, nhưng cũng có khi lại không có một đồng nên phải biết dành dụm. Dù thu nhập của hai vợ chồng chỉ khoảng bằng nhân viên văn phòng, nhưng ngay từ khi có dự định cho hai cô con gái đi học, vợ chồng chị đã chấp nhận bán đi ngôi nhà lớn để mua một căn nhà nhỏ hơn lấy tiền lo cho con. Chí Linh và Văn Hà từng mất khoảng mười mấy năm làm lụng tích cóp mới sắm được ngôi nhà rộng rãi, khang trang cùng xe hơi, nhưng cuối cùng lại bán đi, hy sinh để lo cho tương lai của con gái. May mắn là cả hai người con của vợ chồng Chí Linh Văn Hà đều chăm ngoan và học giỏi không chỉ sống tự lập bên mỹ hai cháu còn đi làm thêm kiếm thu nhập trang trải chi phí cuộc sống cũng đỡ đần được cho bố mẹ nên vợ chồng chị cũng chỉ lo tiền học và mua bảo hiểm cho hai con gái nói về chuyện sang mỹ định cư nghệ sĩ vân hà chia sẻ chuyện sang mỹ định cư tôi chưa dám nghĩ đến trước mắt cứ lo cho con đi học trước nếu có duyên thì chị sẽ sang đó dù sống xa nhau nhưng vợ chồng chị hiện tại vẫn giữ liên lạc thường xuyên với chị tài linh Hiện tại nghệ sĩ Tài Linh đã lên chức bà nội, vợ tuổi 60 và có cuộc sống khá an nhàn tại Mỹ.